bạn đã chán cái iPhone xấu xí của mình. Mặc dù nó vẫn còn đẹp đấy, nhưng mà nó chả có gì mới lạ cả. Từ iPhone 6, iPhone 6s bây giờ đến iPhone 7 nó vẫn chỉ như vậy. Thế tại sao chúng ta không thử biến cái logo quả táo này thành logo phát sáng giống như trên những chiếc MacBook của Apple? Và ngày hôm nay, True Smart Media sẽ gửi đến các bạn video hướng dẫn cách chế logo quả táo thành quả táo phát sáng giống như trên những chiếc MacBook. Chúng ta hãy cùng xem thực hiện như thế nào nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc độ chiếc iPhone 6 thành quả táo phát sáng. Và bây giờ mình sẽ tắt đèn đi để xem nó sáng như thế nào. Đây. Đây. Nó sẽ sáng theo màn hình của chúng ta. Đây, khi mình khóa màn hình nó sẽ tối nhá. Bật sáng lên. Đây, bật sáng lên, nó sẽ sáng. Đó, các bạn nhìn thấy. Này nào. Tăng độ sáng màn hình lên. Và cái độ sáng của quả táo này nó sẽ phụ thuộc vào độ sáng màn hình đó, các bạn có thể thấy. Khi mà mình kéo tăng sáng lên, giảm sáng đi nó sẽ mờ mờ, nhưng mà tăng sáng lên nó sẽ sáng lên. Rất tuyệt vời. Vâng, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc độ quả táo của chiếc iPhone 6 thành quả táo phát sáng giống như trên những chiếc MacBook. Các bạn nghĩ sao về video này? Liệu các bạn có muốn biến quả táo trên chiếc iPhone của mình thành quả táo phát sáng không? Hãy bình luận ý kiến của mọi người vào bên dưới video nhé. Cũng đừng quên like, share cũng như đăng ký True Smart Media để xem thêm những video thủ thuật hay ho và thú vị trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.